Kêu lời khoai cho bạn ông này nè. Cùng cùng thế hệ. Cùng thế hệ luôn. Cùng tông luôn. Này tiếp tiếp. Tiếp. Cùng tông và cùng tần số đó. Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay thì mấy anh em mình dạng cũng hứng lên các bạn. Nãy giờ ngồi đây nè. Đó, bạn thấy không, mấy văn mà gọi là ngồi súng một đống mà không biết làm gì chứ. Cũng buồn buồn. Nó dặn nhìn thì biết thiệt, nãy giờ không định quay clip luôn, cái này nó thật bạn luôn á. Ngồi nãy giờ đây là gần 45 phút rồi. Gì bà? Gì bà? Cái càng lộ liễu gì không trời. Ủa mà nói qua nó lại làm cái gì nãy giờ bàn cái hồng với cái chê làm cái nào? Hả? Nhớ lại ba nữa trời trời. Tôi lại ba nữa. Nữa quay đi. Hay quá quay đi. Cái hồng hấp lục bình. Đó lục bình. Hấp đó lục bình hả? Cái hồng hấp nó lục bình. Cậu còn cá he nữa kìa. Nãy giờ hứng lên cứ nghĩ làm đâu làm, nãy giờ nhậu mẹ rồi. Có cá he nữa kìa. Đó bữa nay bắt ổng đi hái nè, để ổng nói hái cái này mau lắm. Lật mau lắm. Ê, hên xui à nha. Nhiều ba giang học. Nãy bà ba nó ngồi đây hái này mớ nè. Thôi ngồi xuống hai. Ngồi xuống hai lẹ đi chàng. Giả bộ đứng nói chuyện. Hồi tao hái xong hết trơn kìa. Đó đó. Hồi nãy đây có ngồi hái nè, có chặt kìa. Không, bữa nay là cho ba ông này hái. Gần hồi ba ông này vô làm để phụ nữ ăn. Gì không? Được không, được không, ok không? Hồi là ba ông vô hấp nha, cho phụ nữ ăn. Ở đằng kia cũng có mấy cái cần thủ nữa kìa. Ở đằng bè của dì Tư mình có cái võng nữa. Câu xong rồi cái đi câu với ngàn ngoài bển kìa. Ê đằng tích điều lý tưởng của bà Tư có cái võng. Câu cá xong lên võng nằm đung đưa luôn. Gì vậy hai? Là sao? Vụ gì mà chai mặn dùng được nữa trời? Không hiểu đó không hả? Không. Không. À ý ý là nói như vậy đó phải không? Ba ông nhìn thấy mấy cái đậu một mình thôi. Gì chị hai? Rồi chị hai hỏi cái đường hồng đâu? Cá là 4.0 luôn nè. Lấy vật, thức ăn bệnh đó, bên đây làm gì có thức ăn. Ăn một bao rồi đó mẹ ơi. Mẹ cho ông gáo thức ăn rồi mẹ. Đợi ông gãi, đợi ông bắt cá. Đợi, đợi chú kiếm vớt con cá này. Ồ, hay chưa, lên liền, có cá liền. Trời ơi, dân sông nước đúng có khác chứ. Vậy hả? Cá lúc nào cũng bao la chứ. Hai con này đủ rồi luôn thôi. Hai con này đủ rồi. Mẫu rồi. Hai con đó dư sức rồi. Chị hai đâu, giang hồ lên đây. Bên kia mở nhạc hay lớn xíu bạn thông cảm nha. Hai đại ca đang lãi mấy cái đọt lục bình nè. Bạn thấy chứ nó lâu lắm đó. Tại vì cái đọt cái ngó nó dài thòn à. Mình lấy được con đỏn phía cuối nữa đó. Cái đoạn non đó đó. Bởi vì thấy chứ nó gom bủ trời mới được ít. Ồ ồ bạn coi cá củ sủ mới gãy thức ăn, sư mẫu mới gãy lên ăn kìa. Thấy hàm không? Còn ở đó là nguyên cái vỏ lãi của gia đình ở dưới nuôi cá bè. Cũng ở dưới tăng lễ nè. Mấy dưới vỏ lãi đó chứ này chứ nấy bên trăm mấy chục triệu không, bởi vậy chạy mạnh lắm. Chạy xé nước của hai bên. Không chắc chiều có chiếc vỏ lãi đi chở vợ con rồi đi vòng vòng ngắm cảnh miền sông nước cũng hay chứ bộ.
Rồi sẵn trong thời gian chờ đợi hai đại ca hái độc lục bình á, thì trong đây chị nương đồ bà cũng đang mặn mấy cá đường hồng nè. Cái gì chứ ở đây thì cá đường hồng thì bao la, lại nuôi cá mà. Ở đây nha. Ở đây con bèo với chị nương bà cũng đang mặn hai cá đường hồng. Cá đường hồng này mặn mau mà. Cộng thêm đó là cũng có hai cái món rồi. Hồi nãy á, là không có định quay phim là gì. Rồi hai cái món này là làm sẵn hồi sáng rồi, ăn rồi. Đem xuống đây nè, chia cho củ có sủ. Thì chuẩn định làm hai cái món này là ăn ra gai vậy thôi. Rồi thôi sẵn đó thì thôi hứng lên thì bắt cá hồng đó. Rồi mấy anh em đà lặt mấy cái đậu một bình nè, sẵn quay clip luôn. Chứ mấy đầu không có định quay clip. Là ở chỗ đó, đã có mồi rồi. Đây ngăn em gái củ có sủ. Nó là giờ nó ngăn. Giờ hôm nay còn chồng thì ngồi câu cá ngoài á, thứ gì chịu nổi không? Đúng, như đó là dư sức rồi. Tiện lợi ghê, hai đầu rửa đó luôn à. Sáng giờ được mấy con rồi chứ? Chưa đủ tuổi mà, mới mầm lá mà. Cái đậu đó có ấy ra nữa không ngăn? Em chưa làm này bao giờ. Thằng ơi. Nhìn nó hơi dài quá không? Cái này cắt đi bớt cái này. Ừ, nó cắt bớt lại một chút. Đi vô trong rồi con. Ê, coi nước sôi chưa ngon? Vô công rồi, quậy. Dạ, nước sôi cho mình thấy. Chạy lên đây con lấy con vô phòng mẹ bà con đóng cửa đây con chơi đi. Lấy điện thoại vô phòng cắt. Cá hồng tông quá trời luôn kìa. Đó. Mặn cá mà bắt đầu mở nó ra kìa. Cái này có tay lưới lồng tông đẩy xuống quát nó gì. Ủa kẹo luôn à. Hả? Cầu không vậy? Hả? Tại em không có móc cái mồi chứ. Cái này mà có sâu bụp á, bông bụp á thì giật xuống đã lắm. Không, cái này nó ăn cái viên ấy quá em câu này nó dĩa mà có giật tới dính không. Này nè ca đó kinh thùng phi đi đâu. Đông bè vậy. Kìa. Ủa ăn móng nhiều trơn trời. Trời ơi, có hai đại ca đâu cũng Huy kìa. Rớt nhẹp trơn rồi. Cái bè của anh Lộc và cũng Huy nó hơi yếu lắm, mới đồn thêm cái nữa. Ai cao thủ thứ dữ chứ, để cái đùn quá ớt nhẹp luôn, quay phim không kịp. Chịu đời sao cho nổi không? Bên kia ca nhạc rồi, tới chuyện rồi bạn ơi, giờ dính mộng quyền quá. Cái con cháu làm gì làm không? Sư mẫu mình cho cá ăn. Cái tấm lều lý tưởng của bà còn để hả? Mấy cái rồi sức rồi còn để lại hả? Nuôi lại luôn hả? Hình như cá đó cũng hình như thấy cũng cỡ bên đây mà. Ừ, sang qua luôn rồi sau này bán lần luôn cho tiện. Cảnh giờ đẹp quá bạn ơi, giờ cũng gần 5 giờ rưỡi mặt trời bắt đầu nó xuống rồi. Rồi đẹp quá ha. Bữa nay Quyền nhạc còn khó nói chuyện quá trời khó. Các bạn thông cảm clip này nó hơi lụp chụp xíu nha. Tại mình cũng tạm dừng thường xuyên đó, ngồi kéo dài quá thì nó dính bản quyền. Dạ thánh thằng ơi, cỡ đó luôn đó hả ngang. Trời ơi cô bả kìa. Chịu đời nổi không? Rồi. Trời ơi bèo bạn ơi. Mặn cá xong hết trơn rồi, rửa cho gớt chìm. Tới một chuyện luôn rồi. Bỏ tài chứ. Thằng công trình mình vớt con cá hồi nãy mình vớt các bạn. Cá đi hồng vượt sông tiền. Rồi đúng rồi, cá đi hồng vượt sông tiền, mặn xong hết trơn rồi nè. Đi ra vớt thì con nữa đây trời. Trời. Mình xin bà ba dặn hộ con nè bạn ơi, tiện lợi ghê không? Bỏ tài với con bèo thiệt chứ. Cá mặn xong rồi để cho vượt sông tiền. Cá này dạng nó cờ nó yếu. Ở đây mấy này mình bán khoảng mỗi 20.000 ký. Ta mua về ta làm khô cá đuôi hồng các bạn. Mấy cá bự bự gì nè, nó ngủm của tỏi ủng ghê luôn. Hả? Rồi chí cái câu dính cá để đứng dây tao bè xảy hả? Rồi. Rồi cá cóc bạn ơi. Cá cóc. Rồi sau này đi kêu bà sư mẫu bán rồi kêu bà chia đôi. Dạo này ở đây cá cóc nhiều dữ ta, nãy giờ chí câu dính hai con hả?
cái cốc còn giòn cái đó mà. Ủa bán chiều rồi. Ủa bán chiều mà. Chiều mà hả? Mặn xong hết rồi, phóng xanh hết con rồi. Đây chị Nương ba đang lặt mấy cái đọt lục bình lại nè. Ngon. Nhậu Tiên. Nhậu. Trời ơi, mỗi lần bạn Tiến lên đây nhậu sợ lắm bạn ơi, lên đây là không biết đường về bè luôn đó. Bè cá sát cái đây nè, có gì tí á. Chỗ mà sư mẫu với bè cũng thường giăng lưới bao bè được. Nè bè sát đây nè. Đó chuyện á. Thằng ơi có hai chồng bạo gần vợ câu cá đồng tâm, còn chồng câu kiếm cá dồ, cá cốc. Đời sao cho nổi hai chồng nữa. Nhà ngăn thì cũng ở sát nhà mình chứ khoảng cách đâu khoảng mười mấy căn à. Lúc trước ông Phượng nó cũng có quay clip đám cưới ở bên kênh Người Đồng Tháp đó. Vừa đi đám cưới nhà con Chí nè, xong rồi ban lại tới nhà mình luôn. Hai chồng thấy lãng mạn ghê không, hai chồng ngồi câu cá thì đúng thiệt chứ. Thứ gì chịu cho nổi. Còn bên cái dạ mỏ đó thì mấy đại ca mấy cô nương đâu mới kéo nhau nguyên binh đoàn xuống tắm kìa. Ừ. Thấy vui ha. Nhớ lại thời tuổi thơ đùng đùng. Giờ chuẩn bị tối rồi nên chắc đi về đó. Nãy giờ tao tắm cả tiếng hồ rồi. Để hôm nào được nước mấy anh em mình đi dân lưới neo một bữa. Chắc cũng khoảng mấy ngày nữa bạn. Mấy ngày nữa là bắt đầu là đi bào lưới neo được rồi. Cái clip này nó hơi giật giật mấy bạn thông cảm giùm mình nha. Tại do có nhạc đó, bởi vì mình không có để nó dài được mới giật bặt bặt. Đôi khi mấy bạn xem clip thì đôi khi cũng hơi nhức mắt xíu, các bạn thông cảm giùm ha. Đây thì chị Nương bà đang sắc hành tím. Mình ướp cá, sau đó mình để lên, mình lục bình lên mình hấp. Sau đó là cái gì nữa? Bào hả? Bào. Đâm cho nó ăn thơm. Cái này hành tím không hả gì nào? Ừ, ít ớt vô. Cái nồi inox thằng thánh đâu trời. Cái nồi này được rồi. Cái nồi này tính ra lâu rồi, cũng là món người quay lại phải không? Chứ quay cái nồi inox hoài ta cười chết. Nói chị Nương có cái nồi một duy nhất nữa. Chị Hà có cái nồi một. Nó mới này được là hai con cá, tính ra ngoài ba con rồi đó. Bèo làm ăn sống nhăn quá. Dạo này bào sòi nữa chứ. Sòi tụm gậy mình đi đâu cũng gặp sòi không á. Đi chỗ nào cũng gặp sòi không. Mấy tháng này mình cũng vào cái mùa gỗ của sòi á, bởi vì nó rẻ bởi vì nó... người ta bán quá trời quá đắt. Xong. Rồi để cá vô thôi. Hai con nó thôi ăn cũng đuối đuối rồi. Thêm hai dĩa cút với gà lên đây nữa. Đó là cút khìa với gà mình dạng mình nấu kiểu hấp á. Còn mồi bén không đó. Đó, con đã này cái kế bài bản bữa nay mới phát hiện bạn ơi. Có cái kệ để đường bột ngọt muối rồi kìa. Ta nhà mới. Ừ, bài bản thiệt chứ. Có khác thiền khác hơn lúc trước nhiều không, để tùm lum tùm la ha. Ủa, bài bản vậy uống ít đường rồi vô bây giờ thiếu gì nữa hả mà xào quá xào lại vô thấm vô thôi sốc sốc liền. Hát lên, hát lên. Trời ơi, nãy bay hết con rồi đó. Ờ cái này quá lớn nhà. Nhà. Sao không đi luôn. Mình để ít lục bình phía dưới trước rồi. Rồi mình mới để cá lên sợ ngồi nó khét á. Rồi cà cổ luôn chứ. Rồi sóc nào cho thấm cái muối nãy đồng à. Đó, là mình để cá lên ngược lại. Chà, hai con thấy giống giáp nồi ha. Mà lục bình bạn thấy cái nó dùng vậy đó, một hồi mình hấp rồi nó xẹp xuống à. Đó, cái khơi nào mới này nha. Đây con bèo cũng đang làm lon đa xét nữa, sầu Đài Loan rồi nữa. Khơi nào mới thì. Con nó ai khơi ngọn nào mới lượng. Nó ra.
cái nồi rất là nhỏ, bởi vậy chị Nương mới sang qua cái nồi mới luôn cho nó bự chút. Ngoài nồi nồi inox luôn mới chịu nha. Bon bon. Nồi xịn luôn, hàng hiệu luôn đó. Nồi rộng rãi hấp ngon lành ha. Đồ lục bình này được cái là ăn nó rất là bùi, bùi với ngọt. Bởi vì cá thường là hấp đồ lục bình á, mấy anh em mình đây á, không phải riêng mấy anh em mình đâu mà mấy người dạng như ở miền Tây mình sống miền sông nước là thường là vậy. Cho miếng nước vô. Với lại đồ nó có sẵn á, lục bình có sẵn, cá mắm thì tự bắt sẵn vậy đó, là mình làm mình ăn à. Cho miếng nước vô. Rồi là đặc sản miền sông nước đó. Nhiều cô chú ở nước ngoài muốn ăn cũng không được. Ngoài cũng kiếm lục bình đồ ăn như cũng đâu phải dễ đâu ha. Lục bình này nhúng mẻ là ăn cũng ngon. Hay nấu canh chua. Hay mình xào mỡ luôn. Vô. Đó. Đó. Giờ là chờ đợi thôi. Vô. Ừ. Xào này ăn với muối gì? Cái này á, hồi nào giờ mình khoái cái xào ăn mắm đường, mắm đường để ớt vô quậy kẹo kẹo á, ăn mới ngon hơn. Chị hai quậy à, mắm mới ngon. Đây mớ sari nữa nè. Trời ơi mấy bà nè, mỗi ngày có cái thay như có cái điểm báo trước thì sao mà ai cũng ăn đồ chua quá trời quá đắt. Ai cũng hai tháng lên đi. Đỡ mệt hơi tật rồi. Mọi người cái đó là chị xác ra định làm gì nữa chị nữa? Thôi để lên mặt á. Tụm gầy con ta cũng màu mè qua lá hẹ dữ ha. Chuẩn bị sụp tối rồi bà con ơi. Mà hên cái bữa nay không có dè. Chứ thường ngày thôi nó in nổi điếc lỗ tai luôn á. Con cá mà coi kìa. Con xét lên ăn móng nhẹo trơn chạy. Bà sư mẫu đâu bà sư mẫu. Con xét ăn móng kìa bạn. Wow. Sư mẫu bà không thấy, giờ bà thấy là bà đem lưới ra bà bào liền rồi đó. Cá hồng này, cá hồng chỉ nè. Giờ hơi giờ nó hơi tối bạn, hơi khó thấy rồi. Nó lội gần ngờ ngờ nhiều nước đó. Cái đó hồng nhỏ nó lọt lưới luôn, nó ra kìa. Trời ơi lọt nè, nó đang lội tới nè. Lội nguyên bầy đàn luôn kìa. Nó ha, ẩn ngẩn rồi đó. Ở đây do ta nuôi cá bè nhiều đó, bởi vậy là mấy cá hồng nhỏ này nè, nó lọt cái lưới bốn ngoài đó. Kiểu vậy người ta nuôi mà kiểu đó ta thài lưới đó, kiểu như ta xài lưới cá lọc luôn mà. Tức là con nào nhỏ quá cho nó ra ngoài luôn. Bởi vì đâu khi ở sông Tiền thì mấy anh em mình giăng lưới nữa, dính cá hồng nhiều là vậy, nó từ từ nó lớn lên á, ngoài thiên nhiên nè. Đó cái bè cái dẹo của sư mẫu hồi nãy bà cũng mới cho cá ăn. Trời ơi con trai vài điểm liên miên mà chưa được con Hugo nào hết bạn ơi. Ban bên kia xong rồi giờ ban qua bên đây. Bữa mấy tay kia Trung Quốc mới còn 4-5 kg không có dồ. Câu cái dồ này mình thấy cũng chua lắm, nó phải đúng nước nó ăn chứ phải chứng chơi đâu. Cái này một phần ở đây mấy anh em mình giăng lưới bò bè tối ngày đó rồi nó cá nó cũng nhát. Lý do nó là vậy ha. Giăng lưới quá mà. Bởi vì bây giờ giăng lưới bò bè ở đây mấy anh giăng đây là ban ngày không có đó, mà ngâm qua đêm mới có, tối nó dạng nó mới ra. Tại cá thường ban ngày chắc chưa đủ mà là ở dưới cái đít bè này nè. Tối nó mới dạng nó mới bơi ra ngoài. Vì trời thử ông thật ra là tôi đâu có để ý đâu, tại thấy ông cũ ngồi miếng cũng trầm tư nè. Tôi mới lại con thấy ông ở trước, ông mới kêu anh hai bữa giờ ông đúng rồi anh hai bởi vậy anh hết rõ kẹo vậy đâu có bán hoài bà nâng có khoái những cái câu gì khoái chạy nước miếng vậy hả? Ông đái gì trời? Ông thằng người ông chắc xài mà ông đang đái. Nhưng đời nổi ông không? Thấy ông thấy gì chưa? Tôi bỏ ra không thấy, ông thầy đây là nào ông nhà ông thấy gì đi. Ông không thấy mà ông đứng ở bệnh. Ông phải thấy ông mới đứng ở bệnh. Bà đặt giả này ngơ ngơ ngáo nó kìa, ngơ ngát nó kìa. Tôi không biết nói cái gì mà kêu tao thầy. Là con nai ngơ ngác. Là ngơ ngác nữa chứ. Nãy giờ mấy anh em mình bán được trâu vô quá trời bạn ơi.
mà mình mấy này mình không dám nói lộ liễu ra, nó lộ liễu ra hơi kỳ. Chiều nay không được nước bởi vì nhìn ra ngoài sông Tiền không thấy ghe lưới nào hết trơn, ghe lưới ghe câu đâu không thấy hết trơn. Mình thấy chứ còn nước ở đây nó ngộ lắm nha. Nước á, có thể mấy bạn nào không trong nghề có thể không gành. Nước là đôi khi một ngày ở đây mấy người ta giăng mấy lần luôn, nhưng mà có ngày không có giăng ngày nào được hết trơn. Do con nước nó chảy mạnh quá đó, nó không kiểu mà không phải nước kém, nó khó giăng lưới dữ lắm. Một phần nữa là ở sông Tiền là con sông lớn, bởi cái dòng nước á, nó chảy rất là xiết, không có lưới nào chịu nổi bạn. Như lưới thả mà chịu không thấu đâu, thả mà để tuốt trên kia mình thả xong vừa xong ta lưới rồi nó chạy út xuống tuốt dưới đây, nghĩa là vậy thì cá nào đâm lưới được, nó căng mặt lưới á, bởi vì cũng không thả được, nói chi là tới lưới neo. Trời, cá ăn bắt đầu lên rồi, như phá bông nổ rồi nha. Không mà chỉ có cá dầu đém với cá lăn, nhất là cá lăn nó ăn rất là, bạn coi nó đã lắm. Cái là hồng này ăn thì nó không có mạnh bạo cho lắm, có cá lăn á. Đó, vợ đậu lên nè, lên ăn à. Nãy mấy anh em mình nếu bắt đầu nghĩ là làm là giờ này là ngồi nhậu rồi 1, 2, 3 vô rồi, còn bây giờ có đang đi lang bang đang đợi cá nó chín. Nãy ông chịu gợi ý sớm đi, ông không chạy gợi ý sớm là giờ này nhậu mất tiêu rồi. Có gì không? Đi vô nhanh lên. Bữa nay trời mây là mây tạnh, bởi nhìn cái bầu trời nó đẹp. Chứ hồi chuyện qua nó chỉ mưa đang kịnh nè. Nhưng mà không mưa mới ghê chứ, nó làm hì luôn mà không mưa. Không có điều này đâu, khoảng một tháng mấy nữa mà đầu tiếng mà nó mưa, nếu mà mưa nó rớt xuống một cái ha, nó thấy cảnh. Do mùa mưa hôm nay nghĩ mưa dữ lắm nè. Tính ra mấy tháng nay thì ở đây mưa hình như được có 2 lần mà mưa có không lớn hơn nữa. Còn ở dưới nhà mình dưới thì hình như được 3 lần, cũng mưa khoảng nửa tiếng là tạnh nè. Đoạn quảng năm nay mùa mưa cũng dữ lắm à. Tại tính ra mấy tháng nay thời tiết nó mức quá trời. Chưa bao giờ mà ở sông Tiền mà nó nóng như năm nay luôn á. Ở sông Tiền mấy anh em mình ở dưới sông vậy mà còn chịu không thấu. Xa xa đằng kia cũng đâu có 3-4 cần thủ ngồi câu đắng. Đằng cái bè của bà Tư xinh đẹp. Có người quậy nước đường, có người ấy sội ăn còn chê nữa. Không ngon, để miếng tiêu nữa. Cái này là phải để ớt hơi nhiều quá, nó cay cay ăn nó ngon. Đường nó chưa tan, nó chưa có mịn. Đường cũng phải nhiều cho nó kẹo kẹo vậy đó. Cái này nhiều nhưng mà quậy chưa. Chấm ăn mới đã. Mà xài này có chua đâu mà ăn. Xài này xài đài lon hay vậy? Ừ. Đài lon ăn nó ăn cái chua. Cái chua kìa. Cái chua nó ngọt, chua thấy bà. Chua ngon lắm được. Xài đài lon được cái ăn nó giòn. Gụp gụp gụp. Thấy cái bộ bữa nay xương mẫu bận đồ mới nhìn bả không ra luôn, thêm như rất hơi huyền áo ba chống nhà ba tay ba chống hai bên hông nữa, nhìn thấy tưởng là ông nào chứ ai ngờ siêu mẫu. Rồi để củ hành vô khui bóp rồi à. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, giờ mình làm thử thách mình đi trong đây coi chịu được trong bao lâu. Cái hơi bị khó. Cái đó hơi khó quá cho hoài đi ngang ơi. Cái này chị ham lại luôn hả? Món gà rồi món cút nữa. Cút ruột ti thêm gà nữa. Ủa, bữa nay tính qua gom gom lại màu bén không á. Bén ngót. Bén gì để làm luôn á. Mà nhỏ xíu á. Đại ca Lộc mình qua đó bắt bắt đèn rồi đó, chuẩn bị qua là chiến đó. Rồi được rồi, qua nè, xong rồi nè ông Lộc. Xong rồi. Qua bạo thôi. Nhanh gọn lẹ mà. Bạn thấy giống ghê không? Giống thiệt. Tướng cầm cái bình gục giống thiệt. Trời ơi, cũng gài ra màu dưới đây đang kỉnh luôn không? Quá quá thiệt.
đậu đen luôn. Lắc ra nắp nó không kín, không có găng mà cái răng dặn thì mới không ra. Cái nắp đó nắp đậy không, cái đó phải bọc lông ở trên mới được. Ôi bầu trời giờ nhìn đẹp quá bạn, coi nè, xanh lẹ luôn nè, quá đẹp luôn ha. Khung cảnh đúng hữu tình chứ. Giấc chiều tối mà mát mẻ ngồi dưới đây với bè cá nhấp nhiêu nhấp nhiêu, ngồi lai gai hết bài luôn. Giang đứng ai kia. À bữa nay Sư Mẫu mình có đồ mới luôn trời, quần đứng lửng luôn với chị, thứ gì chịu nói đi. Cái này muốn kiếm bảo em nữa hay sao? À, bữa nay bạn đồ mới không đó, lửng lửng luôn. Tụi hai chồng bển tình tứ gì đâu mà giả mang vậy chứ, ngồi đâu hai chồng đi đâu cũng vậy, ngồi câu cá chung vậy đó. Hai mở đèn cho mày tưng 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 tưng. Nhắc xương thôi, chuẩn bị đem ra bào thôi. 1 2 3. Khôi! Wow. Tư gì chịu nổi. Ủa sao con thịt con cá đồ hồng kia nó hơi sức gà vậy nữa. Cái này nãy giờ đâu đụng đẩy đó không? Mà sao nó hơi sức gà. Men ngon lục bình này là bao bùi luôn. Bao bùi luôn. Lai gai là hết biết đường về nhà thiệt chứ phải chơi không. Cái này không phải nó quá chứ mà bạn luộc sơ chấm nước tương hay chấm cái kho ăn cũng rất là ngon. Nói như mấy cái đọt rau chay được. Không ngon. Ừ, ăn không được mới không ngon. Còn ăn được là nhức gan đó. Nhức nách đó. Ồ. Bóc khói gì vừa thổi vừa ăn luôn ha. Trời chết mẹ rồi. Gì gì chứ mẹ mà. Mới luôn. Cái này khai trưng mới luôn đó sư mẫu. Biết mới rồi mới. Ừ, biết mới rồi mới luôn đầy đủ nha ha. Cái này rồi. Có gắt tiêu gì nè. Gắt miếng tiêu lên luôn. Tiêu. Xong. Vậy là xong, dọn ra bào thôi. Rồi, bào. Có bụng rồi. Tôi dọn để mình cầm tay. Có cơm không? Không, cũng không cơm. Kiếm đâu? À, được, 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 được. Được. À, rồi, để mình lấy cho. Cái hai kia lấy gì? Để uống không ăn, đủ rồi. Rồi, chứ mẫu ăn xôi vậy hả? Ồ. Xôi đem lên à. Mấy già kia vô nè, làm gì gãy gâu hoài á. Ngứa. Rồi, vô. Mời cả nhà nha. Vô. Vô. Ngứa gâu. Để dài ngứa gâu. Trời nó đã. Thôi, uống không được nhiêu chân mà làm màu quá trời. Làm bể hết nha. Ai cũng biết mà bể gì nữa. Trời ơi, trên mạng ở đây ai cũng nghĩ là anh là uống đùng đùng luôn đó. Cỡ củ sủ cũng cửa đó. Thử miếng đậu lục bình luôn. Chấm nhân mắm. Tới mà, mời cả nhà nha. À, cái món cái món cút mà, để giữa nè. Thì ông cũng tới à. Lục bình ngon quá. Mình nhân nhậu mai để vô chơi nguyên cái chén cơm trời. Ngon. Tính ra cái món lúc trước mình gì? Làm món gì quên này cũng lâu à. Cái mỏng lớn còn 2 kg hả? Không phải sau này nữa. Cái này cái món gì nữa? Chiên cái gì ạ? Chiên sợi ớt cái gì phải? Chiên sức cà sợi ớt gì? Lâu rồi. Chiên sợi tương. Chiên tương hả? Nó hứng lên cũng làm đó, hứng lên là làm đó. Gấp hết vậy mà dễ. Gan. Gan gì ạ? Gan gì vậy tim? Tới già luôn hả? Nghe nó thời lắc lỡ tới già luôn, cũng lâu dữ à. Trang đặt tên đó giờ. Đâu có nhiêu năm đâu.
Bên đây thì mình bào, bên đây cá nó cũng bào luôn. Mà trái nó sần cụ. Mở cho mình đâu có chậm đâu, có lá chút đó đâu phải không? Ở trên chợ con thấy xe nó bán cái mấy ông mà điện xe nó bán cái chậu nhánh đó, không chiếc nhánh không bán. Đây em sẽ bán quả gì mời cả nhà nha. Giống thiệt ha. Mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Bữa nay mấy anh em mình cũng tùy hứng lên là làm bạn ơi, chứ không định làm trước, bởi vì nó cũng hơi lụp chụp và thêm nhạc tùm lum tùm la chứ. Vậy mà món này ngon đó. Vậy mà ngon chứ, các bạn đồng cảm nha. À, dạ bạn nha, hẹn bạn clip sau nha. Bữa hai không đủ ăn.